chào các bạn đến kênh xem cách 24 giờ. FF 2010 nâng cấp nổi tiếng với một cái biệt danh chúa tể của cái đèn chiếu sáng. Cái chiếc FF độ khóa cách hôm nay rất táo bạo, thuộc sở hữu một cái tay tới từ từ quân, một thành viên của câu lạc bộ là United Coast Action vô cùng nổi tiếng trong cộng đồng chia sẻ. Bằng tất cả những cái thẩm mỹ thiên phú của mình, anh ta đã sáng tạo nên phiên bản FF 2020 dọn cực đập, khiến cho biết bao nhiêu người trầm trồ khi chiêm ngưỡng. Để bắt đầu clip này, mình giới thiệu anh em nghe về cái chi tiết mình ấn tượng nhất trên cái dàn tay lái. Đó chính là bình dầu titan trong suốt, một cái chiếc bình dầu có 102 mà mình chưa bao giờ bắt gặp. Để chế tác được cái chiếc bình dầu này thì anh chủ tận dụng cái miếng titan nguyên khối để làm cái vần vỏ bên ngoài. Còn ruột chứa bên trong thì dùng một cái ống dầu trong suốt để tiện cho việc quan sát. Hệ thống trắng địa phía trước nằm ở dưới cái sự điều khiển của cụm thắng Rainbow Blitz 16, mức giá cũng khoảng 12 củ. Mẫu cụm thắng dường như sinh ra dành cho các dòng xe lậu phân khối nhỏ, sở hữu cho mình cái lực bóp cũng rất im dịu. Đồng thời là do cái cấu trúc nhỏ gọn nên rắn sẽ đỡ bị cắt cụm áo. Đa số ốc trên cái cụm thắng đều là thay mới bằng ốc titan, rất là sắc sảo đẹp mắt. Cụ tay lái được anh chủ chăm chút bằng cái cặp cụ xi nhan thương hiệu tính từ là Custom Dynamics đến từ Mỹ. So với cụ xi nhan của Motorgas, nó đẳng cấp hơn rất nhiều ở chỗ là không ở dùng cái xi nhan thì cái chiếc cụm này cũng là liên tục sáng với chức năng là đèn định vị, hút được cái sự chú ý người đi đường ở mọi hướng. Liên lạc với cái nút tắt máy nhanh của Honda SX700i chính là cái cụm ga Accosato trị giá khoảng 2,5 triệu. Nếu đặt cạnh các mẫu cụm ga Domino phổ biến, cái cụm ga Accosato này tuy là mức giá đắt một chút nhưng lại là cao cấp hơn vì được làm từ nhôm nguyên khối CNC chứ không phải là nhôm đúc, đảm bảo được hoàn toàn trong những cái góc cạnh nhỏ nhất. Cái núm vặn Smucky nguyên bản đã được thay bằng một cái vị trí kính núm vặn trong suốt chế tác từ nhựa đúc nguyên khối độc nhất Việt Nam. Trong cái chiếc núm chỉnh nhựa này đã được điêu khắc hoa văn nghệ thuật và một bóng đèn LED bắt mắt. Do cái núm đã phủ titan giả quang nên cái phần tắt máy này từ ánh sáng cái mặt núm sẽ là không tắt máy, giữ nguyên trong là vài phút. Ngay cái ổ khóa là một chi tiết CNC được nhôm nguyên khối rất đẹp. Bên cạnh đó được bắn laser hai cái chữ bí tắc thương hiệu và tên từ người chủ. Cái cụm công tắc nhỏ thon gọn dài tay lái ở bên trái sinh ra từ sự hợp tác thương hiệu nổi tiếng là Eterna và Highstyle. Cái cụm công tắc này cái kích thước thì nhỏ gọn hơn rất nhiều so với cái cụm công tắc của Eterna đại trà. Trong em ấy nằm rất gọn gàng ở cái viền bao tay. Đã được anh chủ tận dụng để sử dụng chức năng đèn ưu tiên và điều khiển một hệ thống cái đèn phía trước. Không giống như nhiều anh em chơi FF độ khác thích cái gì đó, anh chủ hôm nay làm em ấy hầm hố rất nhiều, vẫn quyết định trang bị cho mình cái kính hậu ở bên trái để dễ dàng quan sát một cách an toàn khi thông. Và cái chiếc kính này là cái kính của Rizuma Scenery, một cái dòng kính hệ sao của cái dòng là Rizuma Elite và có góc nhìn là nhỉnh hơn rất nhiều so với người tiền nhiệm của mình vì thiết kế phần đôi kính khởi công. Nhiệm vụ quản lý cái đùm thắng sau được giao hoàn toàn cho cái cụm Domino tụi em. Theo anh chủ chia sẻ, thực hiện nhiệm vụ này rất tốt, giống như cái cụm thắng bên kia. Cái cụm con này mang cho mình một cái lọc ốc titan sạch sẽ hơn. Cái ốp não đầu và mặt nạ là một chi tiết đã được nhúng carbon bóng bẫy theo phong cách của những cái dòng siêu xe Ferrari hay là Borini, giúp gì mà chiếc xe cầm là cao cấp và sang trọng hơn khá nhiều. Để lý giải biệt danh là chúa tể của đèn siêu sáng làm cho bao nhiêu anh em phải tò mò, bây giờ mình sẽ giới thiệu các bạn cái đèn xịn sò mà anh chủ nâng cấp con xe. Đèn định vị hiện tại là của Ozone, phong cách là Audi. Còn cái hốc đèn lái chứa đựng một cái bi cầu SX bên phải, hai bi cầu X bên trái. Ở phía dưới chúng ta còn thấy thêm hai cái đèn trợ sáng Kenso X100. Toàn bộ hệ thống đèn trên xe đã ngốn từ người chủ khoảng 15 triệu. Trước tiên phải đến phần dàn chân trước, mình giới thiệu các bạn ngay cái phát kẹp dầu DMV đã bị ngừng sức rất lâu, một món đồ chơi gắn liền thời đại phong trào độ kỹ ngày nay ở nước ta. Hiệu sức thắng được cường hóa mạnh mẽ bởi con heo của Formula 4X nhỏ gọn, kết hợp cùng đĩa thắng caper kích lớn. Để ứng dụng lại được hệ thống thắng ABS nguyên bản thì anh chủ đã phải chạy một cái bộ lồng CNC. Cái điều đặc biệt là nó làm hoàn toàn hợp kim titan, riêng cái bộ lồng này cũng đã ngốn khoảng là 7 triệu. Cái sự cứng cáp mạnh mẽ khi mà mình nhìn chân trước và sau đến từ cặp mâm của Chemco chất lượng. Cái bề mặt mâm được bao phủ bởi những cái đường vân tổ ong rất bóng bẩy, trông là rất cứng cáp và chắc chắn hơn rất nhiều khi đặt cạnh mâm xin.
Ở đây cái dàn chân chống, anh em thấy phát hiện ra cái chân chống cô sô xịn sò hiếm. Trước đây mình cũng rất nhiều anh em chơi Novo Độ thì yêu thích cái vẻ ngoài sắc sảo của nó. Nó rất là cơ bắp phù hợp với cái tầm tổng thể của con xe. Đương nhiên khi gắn cho cái chiếc AB Độ hôm nay thì chân chống cũng được cực kỳ đồng đều với một loạt chi tiết từ nhôm xe xịn khói. Ẩn sâu bên trong cái hộp gió và cái ốp lốc nòng carbon là những cái phụ tùng hiệu sức cao đến từ hai thương hiệu nổi tiếng là Dodge Bully và Maserati, giúp cho cái chiếc AB Độ hôm nay có thể tăng cái hiệu quả tốt hơn, đồng thời tối ưu cái độ bốc của những cái nước ra cuối. Đồng điệu về ốc titan màu vàng, chúng ta thấy hai cái chiếc van bòi xin xì trước sau đến từ Siro. Hai cái món đồ chơi này cũng rất nổi tiếng, đã khiến tổng thể chiếc xe là hoàn hảo thẩm mỹ hơn khá nhiều. Cái dàn chân cũng đã cứng cáp, ngày càng trở nên xịn sò hơn rất nhiều với cái cặp phục ni trên E3 là sò đen, nổi tiếng hiệu năng nhún lịch trên cả tuyệt vời, với những cái tính năng tùy chỉnh điện cũng rất là đẳng cấp, ăn đứt cả hoa đinh. Ngoài cái ốp che các nước CC thì vị trí các nước mình còn thấy được cái chân chống cô sô sặc sỡ. Cái nắp của Dana, nếu nhìn sơ qua cái lon bô chắc chắn anh em sẽ nhầm lẫn với cái lon là Davin 4 Rod, nhưng thực ra đây là cái lon mà chính là của CBA 4 Rod, một cái dòng bô cực kỳ hiếm gặp ở Việt Nam. Khi Việt Nam nó có mức giá khoảng 15 triệu. Chúng ta đang chia cái thấy chiếc AB Độ cực đẹp. Exceptor 10 độ hoàn hảo, phong cách I15 ZR Malaysia đầy quyến rũ. Sắc đẹp của con Exceptor 10 bên dưới đây không chỉ thể phủ nhận được khi chủ xe đã trang bị quá nhiều món đồ chơi đỉnh, kết hợp cùng phong cách dàn áo đậm chất dấu ấn của Malay được order về để làm nổi bật con ngựa chiến của mình. Đặc điểm đầu tiên mà mình mê mệt bản độ này là phần đầu xe được cắt gọn, nhìn cũng rất ấn tượng, kết hợp cùng với kính hậu zin được mên xay cũng rất là tiện lợi khi gỡ xe. Cắt gọt thế này sẽ cho chủ xe thêm nhiều không gian hơn để khoét ra cái bộ cụm công tắc Bruno ở bên trái và cụm máy tiếp ít thích hợp với khả năng là tắt máy nhanh vô cùng tiện lợi cho anh em đậu xe đèn đỏ tắt có thể máy nghỉ ngơi. Ngoài ra trên cái phần đầu còn có thêm một cái chất liệu là mica trong suốt, nó muốn ngộ đồ chơi được kịch độc là không bao giờ là có ở Việt Nam, chủ xe phải order từ Malay. Phía sau cái mặt đồng hồ là Toso với nhiều tính năng hiển thị LCD đi kèm cùng với 7 màu sắc nền cho chủ xe hồ lựa chọn. Trên đầu còn được trang bị cụm thắng của Rambo AZ19 đảm nhiệm cái chức năng giảm tốc nhanh cho cái vành đi trước. Bên cạnh đó cái bộ cụm còn cho người dùng khả năng là canh dầu siêu nhanh thông qua cái ốc gió có sẵn trên cụm. Bên cạnh là cụm tăng tốc Bruno để cút ngắn hành trình ga cho xe bay nhanh hơn. Tay con TWM đã quá quen thuộc anh em chơi xe nhiều năm qua, không cần phải giới thiệu quá nhiều. Dàn chân trước thấy những góc ảnh quen thuộc cái dầu Hells được bám mất dầu phong cách CC kết nối với heo dầu Dixie 1 bit và được minh lệ bằng công nghệ phay CC tạo hình một logo rainbow ở giữa, sau đó đi xử lý cái màu sắc lại cho giống với rainbow. Đây là một cái cách chơi vừa có thể tận dụng với heo dầu xin mà không cần phải chế cháo, giá thành cũng rẻ mà rất là mắc. Hệ thống treo sau được ấn định khi trang bị các bột Colin bình dầu rời, cho phép chủ xe chủ động hơn trong việc kiểm soát hành trình hồi trả của bột thông qua hơi nứt chỉnh ở cái chân và bình dầu. Với tổng chiều cao là 208mm, cái bột Colin khi vào xe sẽ cho cảm giác là cao hơn 3 phần sau bột zin, đem lại hành trình tuy dài hơn chỉ được tải rất nhiều hơn. Hệ thống ống xả của xe dụng là cái bộ Umar Racing được cố định vào phần đầu với cái bộ gác chân zin, nhưng được minh lại bằng cách là ốp gạch bồng mờ, tạo ngoại hình 3D tinh tế và thẩm mỹ hơn rất nhiều. Dàn chân được trang bị cái mâm race boy cho cái trọng lượng của em nó nhẹ nhàng hơn, gia tăng sức mạnh, ngoại hình cũng đẹp cũng như giúp cho em nó hài hòa hơn. Tổng thể cái dàn áo của xe là sự kết hợp đa dạng nhiều quốc gia, khuôn cái dàn áo và tem sim bao gồm cái dàn sau chính hãng từ I15 ZR của Malay, che trước của Exceptor 104 số, còn lại là những gương mặt đi kèm như là phát bắt biển titan, cần số và cái cần thắng đen của FX King Indo. Cảm ơn các bạn theo dõi clip này là kế tiếp, nhớ like, subscribe.